các anh cảnh sát cơ động ở đây rất là nhiều. Túc trực ở những cái vệ cỏ này sợ bà con chui vô. Đồng rất là nhiều, đứng ở những lùm cây rất là nhiều luôn quý vị. Xin chào quý vị, rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện tại là 10 giờ tối ngày 18 tháng 12 năm 2022. Mình đang có mặt tại con đường Lê Đại Hành đó quý vị, hướng ra trung tâm ha. Hướng ra trước mặt của chúng ta là Hồ Xuân Hương và cầu Ông Đạo đó. Thì tối hôm nay đã diễn ra cái lễ khai mạc Festival Hoa lần thứ 9 của thành phố Đà Lạt năm 2022, diễn ra lúc 8 giờ tối ở quảng trường Lâm Viên quý vị ha. Thì ai có vé mời mới được vào, tại vì sức chứa thì có hàng này. Người dân đi vô đi ra cũng rất là đông luôn. Ra đây quý vị có thể thấy là hồi nãy mình cũng có làm một cái video định ra quảng trường nhưng mà không vào được. Hồi nãy nó còn đông hơn như thế này nữa quý vị. Bây giờ bà con cũng đi về bớt rồi. Cũng có bắn một chặp pháo hoa tầm khoảng 2-3 phút à. Chắc xíu nữa bắn lại quá quý vị. Ngay khúc này thì bà người ta đã chắn đường rồi. Chắn đường không cho xe vào trong kia ha. Không cho xe vào trong kia quý vị. Chương trình vẫn đang còn diễn ra ở bên ngoài mà. Đây là cầu Ông Đạo quý vị ha. Hướng vào khu vực Chợ Đêm. Đó. Bây giờ mà du khách vẫn còn rất là đông. Du khách cũng như là người dân địa phương. Tối nay cũng cực lạnh luôn. Nhiệt độ hiện tại bây giờ tầm khoảng 13 độ C quý vị. Khuya mình nghĩ nó còn hạ xuống thấp hơn nữa. Qua đây là bùng binh nước quý vị ha. Đó, mình dạo dạo lên khu Hòa Bình gái để cập nhật tình hình du khách ha. Xíu nữa bắn pháo hoa là mình lại chạy xuống. Bà con cũng kiên trì chờ đợi để xem bắn pháo hoa pháo bông. Mình thì không có hứng trong cái vấn đề là xem bắn pháo hoa lắm. Tại khuya quá. Đem mấy đứa ra đi ra ngoài để coi á, thế là cuối cùng cũng thấy lạnh quá, con cái vợ con rồi gia đình cũng đòi về luôn, không muốn coi nữa quý vị. Trong khu vực Chợ Đêm thì phải nói là chìm trong biển người rồi. Quá đông đúc luôn. Hiện tại bây giờ thì khách họ tập trung ở dưới quảng trường với lại bờ Hồ Xuân Hương rồi quý vị, rất là nhiều. Còn lên trên này thì nó cũng thoáng thoáng bớt quý vị ha. Đêm nay là dịch vụ của thành phố Đà Lạt, đặc biệt là những cái bà con mà bán đồ ăn vặt đấy. Bán mỏi tay luôn, doanh thu cực khủng. Cũng như là những cái dịch vụ khác như là xe ráp, xe thồ, xe taxi. Đó. Rồi bà con buôn bán Chợ Đêm nữa. Bán mỏi tay luôn quý vị ạ. Một đêm như thế này có nhiều người là kiếm cả chục triệu nha, tới chúng ta. Mình nghĩ có nhiều dịch vụ là kiếm tới đó quý vị. Lên đây là khu Hòa Bình quý vị ha. Quá đông luôn. Một không khí náo nhiệt với nhiệt độ hiện tại bây giờ, nhưng mà với người như thế này thì mình nghĩ nó cũng ấm hơn hẳn. Đó.
lái xe đeo bao tay rồi, nhưng mà nó vẫn lành, nó vẫn cứ tê tê. Kiếm vị trí xem bà con bắn pháo bông như thế nào, còn nếu như mà lâu quá thôi đi về luôn, khỏi phải coi nữa. Đây là con đường Lê Thị Hồng Gấm quý vị. Ở dưới kia sôi động, nhưng mà quý vị có thể thấy là ở trên này ngay trung tâm thôi, nó khá là tối tăm và nó vắng. Đó, đã bóng rồi, bà con ngồi coi đá bóng thôi, ấm cúng ngồi trong những cái quán nướng như thế này giữa tiết trời xe lạnh mà nhấm nháp mà vài chén cay cay ha, với đồ nướng của Đà Lạt này mà coi đá bóng thì thôi rồi luôn, không còn cái gì bằng nữa quý vị. Mình kể từ cái ngày mà khai mạc bóng đá World Cup cho đến giờ mình chưa coi một trận nào, kể cả trận chung kết này luôn. Hồi trước mình thích coi lắm, bây giờ lại không thích nữa quý vị. Đứng đây một chút ha. Đó, quý vị có thể thấy là ở dưới là rất là sôi động luôn. Trời ơi là trời, quá đông đúc. Bà con ở dưới huyện lên nhiều lắm quý vị. Ở Đức Trọng, Lâm Hà, Nam Ban, Lạc Dương, Đơn Dương đó. Chạy xe máy, xe đồ, bắt xe buýt đồ lên trên này. Bây giờ mà chạy về nhà thì phải nói là nó lạnh thôi rồi luôn. Rồi mình dòng ra quảng trường thôi quý vị. Bây giờ cho xe ra rồi, ra rồi thì mình đi ra thôi ha. Đó, hồi nãy thì mình đi bộ dọc dọc đây quý vị ha. Gió to quá. Bà con rút quân đi về rồi quý vị ha. Rút quân về khá là nhiều rồi đó. Hồi này ở đây chật kín luôn. Trong biển người như thế này thì bà con đi chơi cũng phải là hết sức cẩn thận quý vị. Chứ cũng có nhiều người là phải nói trà trộn, lợi dụng cái tình hình mà đông đúc như thế này nè, trà trộn vào để mà móc túi đó. Điều đó là có thể xảy ra quý vị. Có luôn chứ không phải là có thể nữa ha. Ở cục đường bên dưới thì người ta vẫn chưa cho vô quý vị. Hiện tại bây giờ vẫn chưa là xả cổng cho bà con đi vào. Bà con vẫn cứ đứng vòng vòng ngoài thôi quý vị ạ. Trời ơi. Đó, bà con cứ loanh quanh ở khu vực quảng trường này thôi, chứ không được vào trong. Tất cả những cái cửa ngõ đi vào đều
rào bít lại quý vị. Có người canh giữ ha. Rác bay tung tóe khắp đường luôn. Phải nói là trong cái mùa này là bà con lao công phải nói đi quét dọn rất là cực, rất là khổ luôn quý vị. Trào lại hết rồi. Em vòng qua bên này một cái coi. Từ len lén từ bị. Ở bên trong phải nói cực đông luôn. Bà con leo leo xuống đây để coi quý vị này. Đó. Leo leo xuống đây để coi này. Trời ơi, mà cũng có cái gì đó đâu. Có mấy anh cơ động đứng đây không cho vào quý vị. Thôi cũng là đêm khai mạc, cũng là đêm khai mạc thôi quý vị. Các anh cảnh sát cơ động ở đây rất là nhiều. Túc trực ở những cái vệ cỏ này sợ bà con chui vô. Bà con sẽ rào đi vào đấy. Cơ động rất là nhiều, đứng ở những lùm cây rất là nhiều luôn quý vị. Có ca sĩ hát trong quý vị, có những ca sĩ nổi tiếng. Rác bay tung tóe khắp nơi, rất là cực luôn cho bà con lao công. Tại vì gió đó quý vị, gió nó thổi. Rồi bây giờ người ta đã xả cổng cho bà con đi vào rồi kìa. Vào coi ca sĩ hát rồi đó. Thôi mình cũng không có hứng thú để đi vào trong kia luôn. Rồi bây giờ mình đi về rồi quý vị. Vòng vòng ở đây một hồi cũng thấy càng về khuya càng lạnh rồi. Bây giờ là 10 rưỡi đó quý vị ha. Mình rẽ lên con đường Hồ Tùng Mậu, lên đường Trần Phú và đi về thôi. Các chị lao công liên tục đi quét rác. Tại vì gió nó bay đó quý vị. Gió to quá nó bay tung tóe. Những năm trước là người ta trưng hoa ra dọc con đường Hồ Tùng Mậu này nữa quý vị, nhưng mà năm nay thì không làm ha. Chỉ có bên dọc Lê Đàm với lại cầu Ông Đạo thôi. Lên con đường này cái là quý vị có thể thấy nó khá
là vắng luôn á ha. Ở Đà Lạt này quý vị, đi vào những cái con đường vắng vắng như thế này á thì chúng ta chạy xe phải hết sức chú ý và cẩn thận ha. Đi cái phần đường của chúng ta là phải đi sát lề với lại đường băng băng ra ngoài, người ta phải nói chạy xe. Đà Lạt này người ta chạy xe máy ghê lắm đó quý vị. Đây quý vị thấy không, rất là nhiều những cái bạn trẻ đây chạy những cái chiếc xe mà đồ điếc gì đó, mấy bạn chạy ghê lắm. Vào cua hoặc là vào những cái chỗ đông người các bạn lách như là siêu nhân luôn á, lạng lách như là siêu nhân luôn á. Nên chi chúng ta chạy xe mướn xe máy mà đi lang thang là quý vị cũng hết sức cẩn thận ha. Tối nay nhà thờ con gà cũng bật đèn lung linh lên luôn để chào mừng cái lễ festival hoa này luôn quý vị. Sắp Noel đến nơi rồi quý vị ha. Rồi tối hôm nay mình cũng làm thêm một cái video để mà cập nhật tình hình festival hoa của thành phố Đà Lạt cũng như là khí hậu, tình hình du khách này kia. Rồi cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm theo dõi cái đoạn clip video của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Rồi bye bye, xin chào tạm biệt quý vị nhé.